bông nó nở nhiều hơn không? Có lẽ nó nhiều cây gần nhau á. À, thấy nó rừng, thấy cả cái rừng. Hy vọng bạn xuống đấy không thường thú với... Dạ, Osaka chắc có một vài một khu cũng có. À, với lại ở, ở, ở dưới Kyoto ông thì chắc là có nhiều bông, nhiều bông, hình cũng bắt đầu nở đó. Cái này có khác giống hình ảnh nào, khác hình như cái màu nào nó đỏ hơn phải không? Màu này hình như nó hồng hơn phải không? Đó không? Thì cái màu anh đào như nó đậm hơn cái màu này phải không? Dạ, nó có hai loại, một loại màu hồng đậm, một loại màu trắng. Ồ, dạ. Mấy cây này giống hệt anh đào đâu khác chưa? Dạ. Hồi nãy giờ hình như cây này nở nhiều nhất rồi. Dạ. Như vậy cũng thỏa mãn rồi. Nhờ nó mình cũng không có đến độ thất vọng lắm. Cái nãy thì nó bự hơn cây này nhưng mà không có nở. À.